Ok, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Monster Legend, và lại là mình đây, Tú Trần ha. Thì mình quay video thì nó bị lỗi âm thanh cả nhà, cho nên là đây là cái âm thanh mình thu sau ha. Quay video trước là mình thu sau cả nhà. Ok, có gì các bạn thông cảm nha. Rồi tập này mình sẽ review sơ về Bounty Hunt cả nhà. Rồi mình sẽ review sơ về Bounty Hunt nha. Thì một số bạn yêu cầu mình làm Bounty Hunt review đánh, nhưng mà hiện tại thì mình chờ lâu quá, chưa có boss để đánh cả nhà, cho nên là mình sẽ review sơ qua cũng như là cập nhật tình hình cái Bounty Hunt của mình trong game nha. Ok, rồi vào nào. Rồi thì cái list của mình là list 3 nha, và mình đã được 1200 cái Bounty Coin. Và hiện tại thì mình đang có đây ba cái đường này, thì mình thấy ha, thì mình nghĩ là boss nó sẽ nằm ở cái đường giữa các bạn. Rồi đây, ngay chỗ cái đoạn trục này này đó, nó sẽ nằm, mình sẽ nghĩ là nó nằm ở giữa này đó, mình nghĩ boss nằm ở đây nha. Rồi ok cả nhà, mà rất tiếc là hết cái Bounty Coin rồi, cho nên là mình không thể review. Ok, chúng ta cùng xem shop này. Thì ở trong này nó sẽ bán bằng McConchie. Thì mình ở trong cái group ha, thì có một bạn sau đó là sử dụng McConchie này cùng với lại một bạn là Get One và một bạn Kem, đó là Tio Lato cả nhà. Đánh gây một gây sát thương nó là 1 tỷ đam các bạn. Wow, khá là kinh. Thì mình nghĩ là bạn hãy mua bạn McConchie này ở level chắc là 150. Nó có thêm cái Fugit Try Header cái nhà, nó tăng đam rất là nhiều ấy, rồi cái thời với một số bạn hỗ trợ nữa, cho nên là gây sát thương kinh hoàng. Rồi ok, như vậy là mình đã cập nhật xong cái Bounty Hunt cho cả nhà. Rồi chúng ta cùng xem trong Bounty Shop này, xem lại Bounty Shop nha. Nó sẽ bán King Darren cộng với một số bạn này. Thì sau khi mà xong cái Bounty Hunt này, nếu mình có thời gian đủ ấy, thì mình sẽ nhận được 6 bạn, tầm 6 bạn quái vật mới luôn. Sir Whisuo này, rồi Nook Aura, Honroot, rồi Slot Thunder, Slot Thunder cái nhà, và Pyrolechica. Cái bà này thì bà khá là ngầu cái nhà. Nhìn giống như là Flash, The Flash. Nó thì kia rất là ngầu luôn. Nhìn là nữ mà lực lưỡng ha, không biết là nam hay nữ, ta mình nghĩ là nữ nha. Đó, rất là ngầu luôn. Và Lamama thì mình đang nhặt up trong cái nhà trứng các bạn. Ok, thì mình chúc cả nhà sẽ sớm nhận được hết tất cả quái vật free trong này nha. Ok, mọi người nhớ dành thời gian tham gia Bounty Hunt nào. Đây là cái mỏ vàng để cày các bạn. Ok, rồi đi xem. Rồi tiếp theo thì Team World. Ok, mọi xem Team World này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu Team World đi. Rồi trong rồi mình sẽ mở các cái rương ha. Đợt trước thì mình xem cái video quảng cáo thì mình nhận được một số rương này, thì bây giờ mình sẽ mở hết các cái rương này cho các bạn cùng xem mình sẽ nhận được gì trong các cái rương trong cái kho chứa này nha. Mình sẽ mở Legendary Sale Chest trước đi ha. Rồi open nào. Skip. Ok, 10 Aether. Skip nào. Ok, Brogo này. Rồi Cassia này. 10 Montezuma. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ mở Rune đi ha. Thì vào hành này 4 này. Open on, một cái nữa, skip. Ok, Team Light. Rồi, Rune level 3 đánh level 10 này. Rồi, okay, một cái level 3 level 5.
skip rồi speed level 5 cả nhà. Tiếp theo level 3 luôn, skip stamina level 3 cả nhà. Rồi run level 1 đến level 2 skip nào, strength level 2. Rồi mình sẽ mở cái brawn lên đi check cả nhà. Skip and open on 15 cái, tổng cộng là 15 cái. Không được, không được gì. Ok, silver relic chest open on, skip nào, vẫn không được gì. Rồi gold relic chest skip open on, 39 cái nào. Boom, wow, 4 cái diamond cả nhà, 4 cái diamond relic. Ok, cũng ngon ha. Exit nào. Tiếp theo là diamond relic chest skip. Zagun, lại là Zagun super. Rồi còn ba cái rương sale quái vật, mình sẽ mở từng cái rank nha. Đầu tiên là Blossom, thôi random cái dome sale đây cả nhà. Nó sẽ cho ngẫu nhiên các cái sale quái vật nha. Waydika sale, ok, ở bình hồi 16 cái nào. Skip nào, không. Jack Rosso, MC Cream, Fireway, Damic Can, Vizzo, Tringanel, Blatomir, Kalidan, Thunder, Aphira, Moonflamok, Sundi, Igmet, Snowroll, and Master Gofail cả nhà. Không có ông nào trung lập luôn thì phải. Tất cả đều là lẻ hết luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ mở Blossom Sale Check. Skip. Ok, Teddy White nha. Skip. Rồi 15 cái Flash Serum, Tuberkhan, Spentet nè, ngon. Inyanzo cả nhà, Queen Zara, Select, Mr. Beat, Anteron, Slap, Tom, Duke, Swing Rider. Rồi Tuberkhan nữa, ok. Và 23 cái rương Latice sẽ cuối cùng, Dabun Kha cả nhà. And open on, skip. Ui, khá là nhiều quái vật lẻ cả nhà, không, nó không trùng lập rồi. Và robot này, Drapai. Rồi The Hamin, Redstone, Tyrant Scale, Robot Title, Chronobai, Nook Aura, Rentu, Brother Table. Bạn này có một, có một số bạn xin trong team này. Dabunka, Rootball, Ravenbolt, and Rindy, Darko, Mlumla, ha. Ok, như vậy là mình đã hết, mở hết các cái rương trong store room cả nhà. Trong khu vực này thì để xem, mình có craft, có thể craft rất là nhiều quái vật luôn nha. Đó, Brand Laden, Slap Ram này, Gafun. Đó, sắp tới mình sẽ craft hết luôn để kiểu như sưu tầm các bạn. Sưu tầm. Thế thì bây giờ vàng với lại thức ăn là dư rồi cả nhà. Mấy tỷ rồi. Thế không cần nữa đâu. Ok. Nếu mà mua cái rương này thì mình sẽ được 3 cái level 11 650.000, khá là kinh. Rồi nói chung cái video hôm nay là mình đã review xong bounty hunt cũng như là mở hết các cái rương trong store room của mình. Rồi mình hy vọng cả nhà sẽ nhận được hết tất cả các quái vật miễn phí ở trong cái bounty hunt lần này nha. Mình định dùng 25 gem để mở luôn, nhưng mà thôi phí cả nhà. Chờ thôi, để được sau, tại video sau ha, mình sẽ tìm được boss và mình sẽ ghi hình lại và quay cho cả nhà cùng xem nha. Ok, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Nhớ đăng ký cũng như là like, chia sẻ video, bình luận bên dưới luôn cho vui nha. Ok, bye cả nhà và hẹn gặp lại nha. Yes.